Mùa mưa hàng năm cũng là mùa sinh sản của các loài cá sông, trong đó có cá lồng tông. Do vậy, khi con nước tràn đồng thì cá đồng cũng ngày một phong phú và đa dạng. Cá lồng tông cũng ngày một nhiều hơn. Mặc dù là một loại cá nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều dinh dưỡng và có thể chế biến được thành đa dạng món ăn khác nhau. Đối với người dân miền Tây, các món ăn làm từ cá lồng tông còn được xem là một đặc sản không thể bỏ qua. Như Khoa mến chào quý khán giả xem đài đã đến với chương trình trải nghiệm sản phẩm ô cốp ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, nhắc đến cái tên cá lồng tông, trong lòng những người con của vùng sông nước lại gợi lên bao ký ức không thể phai nhòa. Do là cá tự nhiên nên vào mùa nước, các cơ sở đã chế biến cá lồng tông thành đặc sản khô. Trong chương trình ngày hôm nay thì Nhi Khoa xin kính mời quý khán giả cùng Nhi Khoa trải nghiệm sản phẩm khô cá lồng tông tại xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nhé. Chú mời Nhi Khoa uống nước. Dạ, con cảm ơn chú. Chú ơi, hôm nay thì con đến con tìm hiểu cái sản phẩm là khô cá lồng tông của mình. Dạ. Nhưng mà con hỏi thêm là cơ sở mình ngoài khô cá lồng tông thì còn những loại khô khác không chú? Nhưng không mà con thắc mắc nha, là tại sao lại là cá lồng tông bay? Mình có mấy loại cá lồng tông luôn hả chú? Cái lồng tông thì theo dân gian thì nó có, theo mình nghĩ là nó tới 4 loại lận. Bởi vì cá lồng tông bay, rồi cá lồng tông mương, cá lồng tông đá, như là 4 loại cá lồng tông đó. Dạ. Nhưng mà con cá lồng tông bay này thì cái nó là con cá thiên nhiên, tới giờ thì chưa có cái cơ sở nào nuôi được hoặc là gì giống ra được, nó là dạ. Thiên nhiên. Với một cái nguồn cá mà hoàn toàn từ tự nhiên như vậy thì mình cái nguồn cung mình nó có ổn định không chú, hay là chỉ có mùa nước là mình mới có thôi? Chỉ có xã Láng Biển là kinh mương nó rất nhiều, bởi vì con cá lồng tông thì nó sinh sản theo các cái kinh mương đó, ngư dân người ta đặt giớn hoặc là người ta kéo lưới người ta bán. Dạ, như vậy thì mình thu vô là có bao nhiêu mình thu bấy nhiêu, hay là mình cũng đặt hàng là bao nhiêu ký trong thời gian bao lâu hả chú? Đó, thì hôm nay mình cũng đặt hàng, các ngư dân đánh thì là mình ngày người ta thí dụ như nhiều thì người ta giao cho mình nhiêu, thí dụ ngày 10 ký, 5 ký, 10 ký gì đó thì giao nhiêu mình làm hết, bởi vì cái đó là cũng khách hàng của mình. Dạ. Nhưng nó cũng có trong giai đoạn, thí dụ như 2 tháng nó mới có con lứa. Rồi về là mình xử lý cá như thế nào hả chú, để mà con cá nó còn giữ nguyên, rồi nó còn tươi xanh luôn á? Đánh bắt rồi đó thì ra là vô đá liền, dập đá liền, rồi về cái mình cũng mướn công làm. Dạ. Làm rồi cái mình vô đá, cái mình ướp, mình phơi ra thành phẩm. Nếu mà phụ thuộc vào tự nhiên như vậy thì cái nguồn của mình nó không có ổn định, rồi mình có đủ cung cấp ra thị trường không hả chú? Có, ở đây thì nói chung thì cái nguồn cá đó thì đủ. Bây giờ sau này thì không biết cái nhu cầu của khách hàng nhiều thì không biết sao, chứ giờ thì nói chung cái lượng hàng mình cũng đủ cung cấp cho khách hàng. Dạ. Bây giờ phải con mà được thử cái khâu mà làm cá coi nó có khó khăn không, tại vì con thấy con cá lồng tông nó có nhỏ không à, có khâu làm rất là chắc cũng lâu hả chú ha? Lâu. Dạ. Nhưng hay nữa đó là con cá lồng tông mình đó, nó mình mua đó, là mình làm đây là con cá giớn với con cá người ta kéo lưới đánh bắt. Dạ. Chứ còn con cá mà lồng tông mà giăng lưới đó thì nó kích cỡ nó đều, nó bự là con cá nó cứng, ăn nó không ngon. Cá trong ao địa là ăn nó không ngon. Mà cá sông. Dạ. Thì là đặc biệt con cá là con cá sông, cá không có nuôi. Thì đây thì chắc cũng mời cô qua xem cái chỗ đang làm cá, về trải nghiệm cái khâu làm cá của cơ sở. Dạ dạ, bây giờ mình đi qua bên đó luôn hả chú ha. Dạ. Đây là cái ba cái nguyên liệu mình mới mua về nè, đang chuẩn bị. Dạ. Làm cái sản phẩm khô đó. Cái này là sáng vừa bắt sáng nay á hả chú? Cá mình mới mua về đó. Công đoạn đầu tiên là cắt đầu của con cá ra. Không cần cắt đuôi. Cắt đầu rồi lấy sạch bụng. Đó, con thấy như vậy. Rồi mình có cần chà giấy. Sau cắt đầu xong cái mình mới chà giấy á, chà giấy cho sạch, rồi cái đầu rửa sạch rồi cái mới ướp mới phơi. Những cái ngày cao điểm thì mình sẽ làm bao nhiêu ký cá một ngày chú? Cao điểm nhất khoảng 20-25 ký có. Dạ. Khúc đó thì chắc là chú sẽ thuê thêm nhân công hả chú? Đây mình cũng có thuê nhân công, thường nếu ấy thì
làm khoảng 4 năm nhân công làm. Dạ. Hôm nay đến thì không có thấy nhiều chị nhân công, chắc là chưa cá chưa về nhiều nên là chưa xuất hiện chứ. Bữa nay thì cá này nó có đợt thì khoảng 2 tháng nó mới đẻ ra một lứa vậy, nó có lứa từ theo từng lứa vậy đó. Dạ. Rồi khi nào có thì nhân công mình cũng kêu nhân công làm cũng nhiều. Dạ. Dạ, rồi mình xong cái khâu này là mình tới cái khâu gì hả chú? Xong rồi mần xong rồi cái mình rửa rồi cái quay qua mình ướp. Dạ. Trong cái thời gian rửa là mình ấy giấy nó luôn đúng không chú? Đúng rồi, rửa anh chà giấy nữa. Dạ. Rồi mình phải tẩm ướp nữa. Tẩm ướp rồi xong rồi mới đem phơi. Ở đây là mình phơi chứ mình không có sấy hả chú? Không, ở đây mình không có sấy phơi không. Dạ. Rồi bây giờ mình tới cái công đoạn tiếp theo đi, con muốn tham quan cái cơ sở của mình luôn á. Dạ. Rồi chắc mời Nhi Khoa đi ra tham quan cái khu vực mình phơi khô á. Dạ. Với cái kho đông rồi kia. Dạ. Vậy mình đi thôi. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh chị. Dạ. Nha, em chào anh chị em đi. Với đặc tính theo mùa nên việc chế biến khô cá lồng tông cũng phải linh động theo con nước. Với cơ sở dân mập, ông đã chủ động xây dựng giàn phơi sức chứa hàng tấn cá vào mùa cao điểm, kho đông lạnh công suất lớn nhằm đảm bảo độ tươi ngon của các loại cá đồng khi vào mùa cao điểm đánh bắt của người dân. So với phương pháp sấy công nghiệp thì phương pháp phơi nắng tự nhiên tốn nhiều nhân công, nhưng bù lại cơ sở chủ động hơn trong khâu nguyên liệu và hạn chế tình trạng ùn ứ nguyên liệu so với sấy. Với cái con khô mà khô cá lồng tông á thì là mình phơi mấy nắng hả chú? Cá lồng tông á thì nếu nắng tốt thì một nắng nè, nắng là nó khô à. Dạ, là nó vừa ráo là thôi ha. Không, mình... nó cũng khô luôn á. Còn như các loại khô khác á thì phải ba nắng. À, con thấy có bánh xe này nữa nè. Là chắc là lúc mà chuyển mưa hay gì mình đẩy vô cho tiện lợi hả chú ha? Đúng rồi, cái dàn phơi mình á thì nó di động được. Dạ. Nếu mà mưa thì mình chuyển từ đẩy vô cái hành lang đó là đẩy hết vô dàn vô đó để được. Xong ở đây cái mình thu hoạch mình lấy vô, mình lấy vô rồi mình để vô cái đưa vô kho đông rồi chạy đông sáng đêm đó là sáng bữa sau đem ra phơi tiếp. Có nghĩa là nó chưa đủ độ khô á, thí dụ con khô nó ba mấy khô loại cái sặc đồ này kia thì nó 3 ngày. Ba nắng nó mới khô thì mình phơi là chiều phải đưa vô đó. Nếu mình không đưa đó là nó hư. Bị mình khô mình nó khô lạc. Mình giữ cho nó nguyên, còn nguyên vị của nó luôn. Đúng là rồi, nó tươi luôn. Tươi. Dạ. Bữa nay con tới mà không có thấy con khô rồi được phơi hết trơn. Thì nói chung thì hôm nay cũng không có dịp ngay cái đợt mình làm cá. Khô này kia của nọ là bây giờ mình để đâu hả chú? Giờ mình để dưới nhà dưới, trong về dưới cũng cấp đông trong các tủ ở dưới nhà vậy hết. Mình đem vô rồi khi mà mình đóng gói vô là mình có hút chân không gì không chú? Loại khô của mình á. Toàn bộ là sản phẩm mình là khi mà thành phẩm xong ra rồi mình hút chân không hết. Dạ. Vô tủ để đó. Tham quan nãy giờ thì chắc cũng mời chỗ Nhi Khoa ha. Về cái ngay chỗ nhà mình thì sản phẩm mình là đã vô bao bì đóng gói rồi kia, thành phẩm nó nằm ở dưới kia. Dạ. Ở đây là chỗ mình chế biến thôi. Dạ. Rồi thôi mời Nhi Khoa về dưới cơ sở. Bây giờ là được gặp mặt con cá lồng tông rồi. Rồi. Khô cá lồng tông rồi. Dạ. Về chỗ Nhi Khoa mình trở về cái dưới nhà dưới chỗ mình chứa cái sản phẩm dưới. Dạ. Vậy là bây giờ Nhi Khoa sẽ đi gặp mặt con khô cá lồng tông nha quý vị. Quý khán giả thân mến, từ sáng đến giờ khô cá lồng tông bay với Nhi Khoa là một bí ẩn. Bây giờ thì Nhi Khoa sẽ cho các bạn thấy nha. Đây là sản phẩm khô cá lồng tông bay của nhà dân mộc đây. À, bao bì ha, chỉnh chu, hút chân không hết nha. Ở sau chúng ta có thể thấy rất là nhiều cá đây. Ngoài ra thì chú Dân còn chuẩn bị cho Khoa nguyên một dĩa khô như thế này. Dạ chú ơi, cho con hỏi là cái một bịch như vậy nè chú, là mình khoảng bao nhiêu gram hả chú? Bịch này là nó 250 gram. Dạ, mình bao nhiêu ký cá tươi thì nó mới thành một ký cá lồng tông hả chú? Khoảng 4 ký nó mới ra được 1 ký. Dạ, 4 ký nó mới ra 1 ký. À, cũng nhót nhiều á. Nhót nhiều. Dạ. Cái này là giống như là cái lúc nãy mà con đã với chú đã xem là cái cỡ cá là mình làm đó đúng không chú? Là nó ra cái cỡ nhỏ như vậy đây. Đúng rồi. Dạ. Ở đây thì thường là mình tiêu thụ ở đâu hết chú? Người tiêu dùng của mình á, đa phần là ở đâu? Nói chung thì khách hàng của mình thì đa số là qua cái trước đây thì ta cũng không nắm được thông tin, nhưng mà qua cái truyền miệng giờ thì nói chung là khắp các tỉnh thành trên cả nước là đều biết cái sản phẩm khô dân mập. Rồi trong đó mình, trong cái cơ sở mình nó có nhiều mặt hàng đó. Dạ. Rồi truyền với nhau.
Hiện tại cái phương cách của cái cơ sở của mình là bán như thế nào hả chú? Đây thì nói chung mình cũng bán qua các trang mạng xã hội rồi trang web rồi online rồi tất cả, rồi trong đó thì cũng có dân địa phương này kia cũng bán qua cái khách hàng chị Nguyễn với nhau vậy đó. Chú nhận thấy là khách hàng của mình nhận xét như thế nào về sản phẩm các loại khô của cơ sở luôn? Chung người ta cũng chuộng cái sản phẩm mình là nó nhạt, khẩu vị vừa ăn nhạt. Ở đây thì con thấy là ngoài khô cá lồng tông bay nè, khô cá lau kiến nữa nè, rất là nhiều sản phẩm khô cá lóc, cá sặc, cá chạch nữa. Chi vàng. Dạ. Cơ sở mình là tổng cộng thì có bao nhiêu loại được hả chú? Của mình là 9 sản phẩm luôn. Dạ. Thì đa số thì quà biếu quà tặng là cá sặc rằn là chủ lực của cơ sở. Hai nữa thì con khô cá lồng tông bay thì nó là chế biến được nhiều cái sản phẩm trong cái ẩm thực hàng ngày của gia đình. Dạ. Cũng như cá lồng tông bay mình á, mình chiên hơi nhẹ hơn này chút xíu rồi mình đưa ra là xắt thịt ba gọi kho tổ. Kho tổ lại rồi rau tập tàn đó, ngon lắm. Ngon cực kỳ, con tưởng tượng là con thấy nó ngon. Chắc mời chỗ cô dùng thử sản phẩm cá khô cá lồng tông đó ra. Dùng làm con ngại. Dạ. Chú dùng chung luôn nha chú ơi. Dạ, dạ. Dạ để cho con đỡ ngại. Đây các bạn ơi. Nó nhỏ nhắn xinh xắn như thế này đây, nhưng mà cực kỳ thơm ngon nha. Khoa nghe cái mùi là Khoa đã chịu không nổi rồi đó. Bây giờ cho con thử khô cá sặc rằn của cơ sở mình luôn hả chú ha. Rồi. Vì một số cơ sở thì có cái hương vị nó đậm đà lắm, rồi con không biết cái cơ sở của mình thì hương vị như thế nào. Tại sao con khô cá sặc rằn thì về là nhà mình làm có thể là không còn cái chỉ máu này. Dạ. Đây cái chỉ máu có nghĩa là cái nguyên liệu của sản phẩm của cơ sở đó, khi mình mua là con cá còn sống. Dạ. Rồi khi mình ướp là mình chế biến làm sao là giữ được cái chỉ máu của con cá. Dạ. Rồi dạ. Mời Di Khoa dùng. Bây giờ mình biết thêm một cái tip. Bây giờ Khoa sẽ thưởng thức thử nha. Khoa cảm giác như là mình ăn khô cá chiên á, ăn cá chiên chứ không phải là ăn khô. Cái miếng thịt của nó rất là còn ướt, ngon lắm. Và vị rất là vừa ăn, không có bị mặn mà cũng không có bị lạt. Rất là cảm ơn chú trong ngày hôm nay là cho Di Khoa trải nghiệm cái sản phẩm là cá lồng tông bay của cơ sở và biết thêm nhiều món khô khác rất là ngon tại cơ sở mình nữa. Con chúc chú nhiều sức khỏe nè và cơ sở ngày càng phát triển hơn nữa chú ha. Thay mặt cho cơ sở cũng cảm ơn Di Khoa cũng như tất cả mấy anh em trong đoàn. Dạ, cảm ơn chú. Xin thành cảm ơn. Thưa quý khán giả, từ những loại cá được xem là khá dân dã với người dân sông nước thì ngày nay cá lồng tông đã được cơ sở dân mập tại Láng Biển, huyện Tháp 10 khoác lên một chiếc áo mới trở thành đặc sản quê hương. Điểm khác biệt là loại khô cá lồng tông luôn bị giới hạn về sản lượng do phụ thuộc vào nguồn cá tự nhiên. Do vậy mà khô cá lồng tông luôn hút khách tiêu dùng. Hãy dùng và trải nghiệm trở về với tuổi thơ quý vị nhé. Đến đây thì chương trình trải nghiệm sản phẩm OCOP xin được phép khép lại. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.